Đây, chào mọi người nha. Đây là clip tiếp theo nha các bạn. Clip này là mình sẽ chia sẻ với các bạn một cách mà thay chậu với cắt rễ đồ cho cây mai nha các bạn nha. Cái công việc này là mỗi năm đều mỗi làm nha các bạn nha. Cũng vẫn mỗi năm mỗi làm. Nhưng mà sẵn mình giải đáp luôn những cái clip này làm là chủ yếu là giải đáp cho các anh em cái phần nào mà mình chia sẻ trên kênh kia, trên DMH Vlog á, là các bạn hỏi mình là ví dụ như mỗi năm có làm cắt rễ như vậy hay không á, là mình nói với các bạn là cái tốt nhất thường mà nhà vườn nó hay trồng á, nhà vườn chuyên nghiệp làm trồng á, là những cây còn nhỏ nha, đặc biệt những cây khoảng 5-6 năm tuổi, như cây này nó khoảng 6 năm tuổi nha các bạn nha. 5-6 năm tuổi là các bạn đều vẫn làm kiểu đó. Có người ta cắt rễ, có người ta vũ bầu ha, tại vì mình trồng là giá thể nó là sơ dừa và trấu nha các bạn nha. Các bạn sơ dừa và trấu nè ha. Cái clip này mình sẽ giải thích cho những câu hỏi trên cái kênh DMH Vlog mà các bạn hay hỏi mình đó nha. Tại vì mình không thể trả lời hết được trên kênh đó nha các bạn. Trả lời tin nhắn với comment thì nó hơi nhiều quá, mình trả lời không nổi thì mình làm cái clip này luôn, chia sẻ. Nếu mà là mà cái clip này nếu mà đăng trên cái kênh DMH Vlog á thì đâm ra nó như mình làm rồi mình làm nữa. Mà mình thấy cái clip đó mình giải thích nó cũng cặn kẽ lắm rồi, mà không hiểu sao nhiều bạn vẫn thắc mắc. Cho nên bây giờ những câu hỏi của các bạn thì mình giải thích thêm cho các bạn rõ hơn nha. Clip này nó sẽ rõ ràng hơn là cái clip của clip trước nha các bạn nha. Những câu hỏi của các bạn hỏi mình nè. Ví dụ như đất giá thể trồng này nè, hang là một. Giá thể trồng này là mình xài là sơ dừa và trấu. Tỷ lệ trộn của mình là 5 năm. 50% trấu, 50% sơ dừa. Thì có bạn lại hỏi mình thêm là cái sơ dừa với trấu này á, là mình có thể trộn thêm đất sạch được hay không? Đất sạch bán ở giữa tro diêm đâu á, mấy cái dừa kiển đâu á, thì mình nói là được nha. Thì các bạn vẫn trộn tỷ lệ y như vậy, 50%, 50% trấu, 50% sơ dừa. Rồi các bạn có thể thêm vô khoảng 20% đất sạch ha. 20% đất sạch vẫn được nha, trộn cho đều lên. Vẫn là tỷ lệ 5 năm của sơ dừa, 5 sơ dừa, 5 trấu. Và đất sạch có thể thêm là thêm vô khoảng 20% nữa. Thì các bạn trộn đều lên rồi lấy cái giá thể đó trồng trong lại cây mai của mình cũng được. Rồi các bạn lại hỏi mình thêm một câu nữa là có thể trồng không phải đất sạch, các bạn không phải đất sạch cũng giá thể y chang như vậy, nhưng các bạn lại xài là cái phù sa đó các bạn. Phù sa, theo phù sa là mấy anh em miền Trung hay trồng nha. Thì trộn vô chung có được hay không thì mình nói là được luôn nha các bạn nha. Vẫn được nha. Tại vì những cái mai mà Bình Định đó các bạn, mai gốc Bình Định á, khi mà về địa phương mình á, khi trồng lại vẫn chừa lại phù sa. Hình như là mai Bình Định theo mình thấy là như trồng phù sa không nha. Cho nên khi về địa phương mình thấy là vẫn trồng lại. Những người mình biết mình quen ta vẫn trồng lại, mình thì không trồng mai Bình Định nha, nhưng người ta vẫn trồng lại. Trồng lại cái mai Bình Định là người ta vẫn để phù sa đó, lột hết một phần phù sa ra, chỉ trừ là một phần. Thí dụ như mình tính 10 phần đi, lấy ra khoảng 6 phần đất phù sa của nó và trộn lại 6 phần sơ dừa và trấu chung vô. Đó, trồng lại lên rất là tốt, rất là khỏe nha các bạn nha. Đó là sự thật nha, là thấy các mình thấy mình không có trồng từ đó là không trồng, nhưng mà thấy người ta trồng, những người quen của mình á, ta trồng lại thì cái mai Bình Định chơi lại rất tốt nha các bạn nha. Đó nói là cho nên mình nghĩ là cái này trồng phù sa vô vẫn được, trồng phù sa vẫn trộn như đất sạch vậy thôi nha các bạn nha. Ví dụ như 50% trấu, 50% sơ dừa thì các bạn trộn thêm khoảng 20% đất phù sa, 20-30%, rồi các bạn trộn đều lên xong là vô chậu trồng lại cho nó sau khi các bạn cắt rễ nha. Rồi thêm một phần nữa, nhiều bạn hỏi mình là cái giá thể trồng này cái ở bạn không có sơ dừa, chỉ có trấu thôi, có trộn chung với cái gì quên rồi, cái mặt cưa hay cái bụi cưa gì đó, hình như là mụn cưa, kêu bằng bùn cưa, mụn cưa gì đó, ở đây mình kêu bằng mặt cưa á, thì cái đó mình không biết nha các bạn, tại từ nào mình không có trồng, mình chưa sử dụng đó bao giờ, cho nên là mình không trả lời được cái đó. Nhưng mà các bạn thử đi, nếu có gì cũng phải thử, tại vì mình thấy nó giá thể, mụn cưa nó cũng giống giống như sơ dừa, chỉ khác cái là cái gốc cây, loại cây thôi. Đó là cây gì thì mình không biết. Sơ dừa thì biết nó chắc chắn là cây của cây dừa, còn cái gỗ mà cái phù sa, cái mụn cưa đó mình không biết nó là của cây gì, cho nên mình không trả lời các bạn được cái này được. Cho nên có hỏi thì mình cũng bó tay tại chưa sử dụng bao giờ nha. Các bạn đó tùy các bạn, muốn sử dụng thì các bạn cứ sử dụng thử, cái gì cũng có thử. Hồi xưa mình cũng thử, mình thử tới bây giờ mình rút được nhiều kinh nghiệm thôi, chứ cũng không ai dạy cho mình được bao nhiêu hết trơn á. Cho nên các bạn cứ thử thoải mái đi, thử nếu mà sợ mà chết hay gì, các bạn sợ thử những cái mai mà nó xấu hay là nó tệ các bạn. Nói chung là mình không cần thiết á, thử đi qua là thử vô một loại cây nào trồng nào khác đó, thử coi nó có chịu sống hay không, là sẽ dừa với trấu nha, quên mụn cưa với trấu nha.
không có sơ dừa, thì các bạn cứ thử đi nó coi như thế nào ra một rồi mới vậy tự mình thử mình biết thì chắc ăn hơn, chứ còn giờ mình không biết có hỏi mình trả lời cũng được cái đó nghe các bạn nha. Rồi thêm một cái nữa là các bạn hỏi là cái rễ này nè, mỗi năm các bạn có mỗi cắt hay không ha. Vậy trở lại cái vấn đề là mỗi năm mỗi cắt hay không, thì các bạn là mỗi năm, theo mình là mỗi năm là cứ coi chậu về là chắc ăn nè các bạn, cứ coi đây. Cây này năm ngoái mình cũng cắt rễ rồi nha các bạn nha. Rồi các bạn coi nè nha, mình dỡ lên cho các bạn coi bộ đế của nó nè. Đây nè, các bạn coi đế của nó ăn kính chậu chứ không ăn nha, khá kính chậu nha. Nè các bạn thấy không, rễ ra nè, thấy chưa, cái này là phải cắt này các bạn. Nếu các bạn không muốn thay chậu, tại vì cây này rất nhỏ, mình đang xài là xài chậu 8 tấc nha đó. Mà nếu mà thay cái chậu giờ rễ nó ăn kín hết nè các bạn, nếu các bạn không cắt rễ đi, một năm thì nó ăn rễ như vậy nè các bạn. Nếu các bạn không cắt rễ nó thì nó đâu còn chỗ để mà nó ăn nữa đâu, bộ rễ đi ăn đâu nữa. Các bạn vô phân vô đồ cũng là rễ già này không à, nó đâu có mạnh được cái cây đâu, cho nên bắt buộc là mỗi năm mỗi cắt ha. Chỉ có những cây không cắt là sao, những cây bộ rễ nó yếu quá nó không ra mạnh. Thí dụ như bộ rễ nè các bạn coi, nhiều cây nó không có ăn hết nha các bạn nha, nó không hề ăn hết tới cái miền chậu này, nó ăn thí dụ từ đây đó mình cắt ra tới đây nó ăn ra được cái tí xíu thôi, ở ngoài chậu nó vẫn lỏng le lỏng lét vậy đó, nó ăn chưa tới hết. Thì những cây đó thì mình chỉ thay giá thể chứ không cắt rễ. Lưu ý các bạn nha, thay giá thể trồng, tại vì mình trồng là sơ dừa và trấu nha, chứ mình không nói đất nha, tại vì ở đây mình không trồng đất, trồng đất là khác nữa nha. Cho nên là vẫn để y nguyên vậy trồng, thay là cái sơ dừa và trấu thôi. Trấu mới cái phần đó cạo cái lớp đó ra, lớp cũ bỏ ra ha, mình cạo ra bỏ ra ngoài xong rồi nói chung là không cắt rễ nha, chỉ lấy cái lớp phần dư đó ra thôi, đổ cái lớp phần giá thể cũ đó đi, bỏ cái giá thể cũ đó đi, trồng lại cái giá thể sơ dừa và trấu mới để mà nó cho nó ăn lại đó. Có thể là do cái phần giá thể đó nó bị nhiễm cái gì đó mà mình không biết, hay là do cái cây nó yếu hay là các bạn trồng không tới thì nó ra để rễ không đều, nó cũng nhiều lý do ba la la, cái giải thích cũng không hết nổi nha các bạn nha. Tại vì mình trồng thì thấy có cây đa số á, 10 cây thì khoảng 7 cây là nó ăn hết chậu, còn khoảng là 3 cây thì nó cũng không có ăn tới hết chậu. Cùng là một chế độ chăm sóc giống nhau và cắt giống nhau ha. Rồi bây giờ là mình chia sẻ thêm nha, cái này là bây giờ là mình cắt cái này cho bạn coi luôn nha. Tại vì cái này có làm rồi nhưng mà làm kênh mới thì phải làm cho nó hoàn thiện đầy đủ nha. Đây các bạn nhổ nó ra luôn nè, dụng cụ cắt này các bạn, đây chỉ có như đây thôi, một cái dao bén, một cái kéo cắt cành, đây một cái kéo này để dành cắt những cái rễ mà nó nhỏ chút, cắt không đứt nha. Cái ba món dao này phải bén nha các bạn nha. Nhổ nó lên, đặt cái đế dưới này các bạn, nhổ ra nha. Cái đất cũ này đổ bỏ hết nha các bạn, cái giá thể cũ chứ không phải là đất nha, giá thể cũ nè, bỏ hết nha, đây nè các bạn, này các bạn banh này đã ha, cắt ha, các bạn cắt với mình là từ đây này ha, từ cái như này đo ra nó gang tay đi, cây này thì để nó cũng có hai bên nó cũng vuông với 6 tấc thôi, hơn 6 chứ ta, 60 bên 4, nó đo ra gang này các bạn, lưu ý các bạn cắt nha. Là cắt theo cái vết năm ngoái là mình cắt ngay chỗ này nè các bạn. Từ đây nè, năm ngoái mình cắt nó tới đây nè. Vết cũ nó còn nè ha. Đại dấu nó còn nè ha, các bạn cắt. Bây giờ có đo ra bao nhiêu thì nó khoảng gang tay đi, các bạn tính gang tay đi. Năm nay cắt nó khoảng 1 gang, năm ngoái là không tới 1 gang. Ha. Tùy theo cây lớn hay nhỏ các bạn canh, các bạn cắt nha. Tại cây của mình thì nó nhỏ chứ không có lớn. Cho nên mình cắt theo cái cây của mình, còn cây của bạn mà nó lớn á, ví dụ lớn thì các bạn canh về là đơn giản nhất nè. Năm ngoái mình cắt vết cắt nằm ngay chỗ này. Hoặc là cái vết bứng, cái cây bứng như vậy á, thường thường bộ rễ nó từ đây nó bứng ngang chỗ này cái vết rễ đi. Em ơi có thấy không? Không thấy. Rễ cây này bây giờ không biết bứng nằm chỗ nào rồi. Đây, nếu mà tính thì mình ví dụ nha các bạn, bộ rễ từ trong đây ra tới đây. Ở đây là vết rễ các bạn bứng năm ngoái cắt ngay chỗ này. Thì năm nay nếu các bạn có xảo tàn, có cắt rễ nữa, có cắt theo mà làm theo mình á, thì các bạn từ đây ra tới đây các bạn chừa cho nó khoảng ra khoảng 6-7 phân gì đi. Ha, 6-7 phân các bạn cắt nha. Đó là cái cây mà mới cắt rễ nha, là mấy cây mà mới bứng vô chậu đó các bạn.
bứng vô chậu mà năm ngoái cắt rễ các bạn bứng vô chậu các bạn cắt rễ ngay chỗ này nha. Thì bây giờ từ cái chết rễ cũ nó mà không cắt lại, không có đôn sâu vô nha, không đôn vô nha mà đôn ngược ra ngoài nha. Tại cây mỗi năm mỗi lớn nha các bạn nha. Thì các bạn cắt ra ngoài từ đây về đây còn khoảng 7 phân tới 1 tấc. Rồi, còn cái này á là năm ngoái mình cắt ngay chỗ này. Đó, chết rễ ngay chỗ này. Thì đương nhiên nó cũng phải lớn tí xíu bạn, lớn ít lớn nhiều nó cũng lớn nha. Năm nay mình sẽ cắt nó ra tới ngoài này chút, mình chừa nó lại chút khoảng 6 phân 7 phân vậy. Cắt đây nha các bạn nha. Mình vẫn xài là cái chậu cũ nha. Đó, thấy không? Rồi mình cắt dòng từ bên đây qua đây dao bén nha. Nè các bạn coi thấy không, cái vết cũ nó năm ngoái nè, tại mình cắt cái chậu của mình, cây này mình nuôi cho nên mình biết được mình vết cắt mình nằm ở chỗ nào. Ha. Năm ngoái nằm chỗ nào mình coi lại vết cắt mình cắt từ đây đi ra. Đúng gang tay 2 tấc. Năm ngoái là cắt không tới 2 tấc, chừa hai bên có khúc thôi, cục hơn gang tay một tí. Vết cũ nó nằm đây nè. Đó giờ vết mới mình cắt ra ngoài này, các bạn coi rễ của nó nè. Nè, thấy không? Cắt bứt những cái rễ này đi, những cái rễ già nó sẽ ăn phần đất yếu nha các bạn nha. Cho nên mình cho nó lại những cái rễ non, cắt như mục đích nó tạo lên cái rễ non nó ra là cái rễ non nó ăn phần mạnh hơn nha. Nó ăn phần mạnh mà nó tốt hơn nhiều nha. Lưu ý các bạn cắt nếu mà cái cây rễ bự bự đừng cắt đừng dập rễ nha. Cắt như sao đừng dập rễ là được nha các bạn nha. Nè, các bạn cắt phân tròn vòng tròn nha. Có những như cái này nè các bạn, nó bị dập nè, những dao nó không đu bén, dao mình đu bén kéo cắt bỏ đi. Nè, cắt tỉa lại cũng được nha. Cắt bằng kéo cũng được nha các bạn nha, chứ không cần thiết phải cắt bằng dao nha. Kéo là bộ cắt có lý hơn dao nữa nè ha. Nha, kéo bén cắt ngon hơn nhiều chứ. Đó. Cắt ít bị dập hơn là dao nha. Bạn dao của mình, dao này nó hơi lục nha các bạn nha. Dao này hơi lục. Phần bên đây bộ rễ nó ra không mạnh nè bạn, chết cắt những nằm đây nè. Nhưng mà nó ra không đều, bên kia nó ra, bên đây nó không ra. À, cho nên bên đây không cần cắt lại nha các bạn, chỉ tỉa sơ sơ bằng kéo thôi. Tỉa sơ sơ bằng kéo cho nó ra cái rễ non, cho nó dạng như nó tức rễ các bạn. Tức cái rễ cũ nó ra lại cái rễ mới chút xíu. À, rễ vẫn ra nhưng mà ra yếu hơn cái bên kia. Lý do thì không biết nữa các bạn, tùy theo mỗi cây thôi. Cái này không ra, không giải thích được. Muốn ra sao ra chứ do là cái điều kiện của nó phát triển thôi. Con người cũng vậy, có người này người kia thì cái cây cũng vậy thôi các bạn. À, này ra tới đây nè, lưu ý các bạn cắt nha. À, cắt bằng kéo nè. Ở dưới này thường thường cái đế cái rễ này mấy cái này nó không có rễ chuột cái đồ cho nên cũng chẳng có cái rễ gì để mình cắt lại nha các bạn nha. À, cũng chẳng có cái rễ gì để mình cắt đây đâu, thì cứ cạo ra phần nào thôi các bạn. Đó. Bỏ ra phần nào thôi, có rễ nhiều hay không, chứ mình thấy thường thường là ở đây rễ ra rất ít nha. Đó. Cắt rễ phần nào cho nó ra, cái này cạo ra thôi các bạn, cái này không cần cắt tại vì cái rễ của này nó hơi đế hơi ngắn rồi cho nên là không nên cắt nữa, chỉ cắt vòng vòng ngoài thôi. Cái này mục đích mình làm cho nó cái chọc tức, dạng như chọc tức rễ mà nó mấy cắt bỏ mấy cái rễ già đi, chọc tức lại nó ra mấy cái rễ non á. Chứ cái nếu các bạn để, nếu mà không cắt cái về cái rễ già nó ra rễ cái rễ cám á các bạn. Như ra cái này cái rễ cám nè. Cái mà ăn phân là sống là bằng cái rễ cám này nha, chứ mấy cái rễ không phải mấy cái rễ cọc rễ bự đâu nha. Nó sống là nhờ này nè. Mà nếu nhờ này cho nên mình cắt những cái rễ già này đi, nó sẽ ra là những cái rễ cám non nè. Nó ăn rất là mạnh. Giúp cây nó phát triển tốt nhiều hơn, nó ăn phân mạnh hơn nha các bạn nha. Rồi chỉ đơn giản mình cắt về thôi. Cắt về xong rồi mình vô chậu lại. Ha, đây là cái giá thể mới, giá thể mà mình trồng tiên này các bạn. Sơ dừa và trấu không, mình trồng chỉ có hai loại này không gì khác nha. Sơ dừa và trấu, 50% trấu, 50% sơ dừa. Còn các bạn muốn thêm gia giảm gì là mình ở khúc đầu trước clip mình đã giải thích rồi các bạn, chia sẻ cho anh em đây nha. Các anh em chịu cực coi lại nha, coi kỹ với mình nha. Đây thì dẫn cái gì vậy nha, bỏ vô trong luôn các bạn. Bỏ vô trong cái chậu này luôn. Lớp đi, bỏ cho nó lớp nha. Quên không, quay đây giùm cái coi. Nè, quên nghe các bạn, quên nha. Cái này là chia sẻ với anh em là cái này luôn, cái này có nhiều anh em hỏi nè. Trong clip trên kênh DMH mình có chia sẻ rồi, nói rõ luôn nha. Không biết các bạn coi kiểu sao á, hay các bạn coi không tới các bạn bỏ ngang, các bạn không để ý nha. Các bạn hỏi mình có xử lý cái thằng này hay không nha.
nói với các bạn là xử lý cũng được, không xử lý cũng không sao. Cái này là mới nè, cái này là mới hoàn toàn mình mua ngoài dừa đem về nè các bạn. Mua về là mới trấu cũng mới nè, sợi dừa cũng mới nha. Và chưa có rửa nước luôn. Nếu các bạn kỹ để yên về trồng luôn được nha các bạn, không ảnh hưởng nha. Chỉ sợ sợi dừa nó nhiễm mặn hay gì đó, ngoài Bến Tre thì nó hay mặn nha các bạn nha. Để sợi dừa Bến Tre lên không à. Để qua là nó nhiễm cái gì đó mình không biết được thì nếu mình kỹ thì các bạn xử lý nó rửa là như các bạn trộn xong hết vậy. Ha, thì các bạn lấy nước á, các bạn sửa tưới cho nó khoảng 3 lần 4 lần vậy, cứ tưới xong để nó hơi khô khô ráo ráo 2-3 tiếng hồ sợ bằng tưới nữa, cứ 3-4 lần vậy. Rồi xong các bạn để cho nó ráo nước khô là hẳn vậy thì các bạn vô chậu là tốt nhất nha. Chỉ xử lý kiểu đó thôi nha các bạn nha, nếu kỹ. Còn không kỹ thì các bạn để vậy các bạn xài luôn. Tại từ xưa giờ mình để vậy mình xài cũng không bị gì hết. Chừng nào mà có bị chắc lâu lâu mới xui bị nhiễm mặn bị lần thôi. Ha, còn hãy kỹ, nếu bạn nào kỹ tánh thì các bạn dễ xử lý rửa là kiểu đó nha, gọi là rửa đó. Rửa cho nó sạch cái trộn vậy. Rồi để về lấy mua tưa tưới, tưới đều lên hết. Tưới cho ướt luôn. Ướt đẫm luôn xong rồi chờ nó ráo ráo các bạn rửa thêm lần nữa, rửa khoảng chừng 3 lần vậy là được rồi nha các bạn nha. Rửa chừng 3 lần như xong rồi để khô là các bạn làm được rồi. Để cho nó khô là bình thường là các bạn vô chậu được rồi nha. Rồi. Vậy thế thôi. Rồi, bỏ nó qua tiếp tục nha. Lớp vậy thôi. Bỏ nó vô. Ui da. Bỏ nó vô sữa các bạn coi thấy không, bỏ nó vô là nó nổi cái đế lên lại liền nha. Cái đế nó không có nổi bao nhiêu nha các bạn nha. Chỉ khúc mình chỉ bỏ khúc thôi nha, chỉ cho cái thằng này nó ham ơn tại thằng này nó không có cái đế đẹp nha các bạn, góc này không có đế nha. Nếu các bạn mà nào mà cái mai của mình nó có đế các bạn, cái mai mình có đế bộ rễ đẹp á, nếu đế bộ rễ đẹp nha, các bạn muốn cho nó nổi lên thì các bạn đổ thêm này lên nữa, cho cái đế nó cao hơn mặt chậu, cao hơn mặt chậu ngang cỡ này nè, à, ngang cỡ này nè, là các bạn phủ cho nó lớp to lên trên. Xong rồi vô giá thể trồng đều lên hết kính như vậy á, để cho bộ rễ nó ra mạnh nha. Xong rồi chờ tới Tết khi nào mình chơi á thì mình mới lột cái đó ra, lột cái lớp to nó ra nặng cho mình, cạo lớp đất trên đi, lớp giá thể trên đi cho nó lòi bộ đế ra cho nó đẹp nha. Còn lúc mình trồng mình không cần thiết bộ đế đẹp đâu các bạn nha. Còn cái cây này đặc biệt là nó không có bộ đế đẹp, bộ đế xấu cho nên mình trồng nó thấp luôn, mình xài trong cái chậu luôn thấp luôn, tại vì có rửa ra nó cũng xấu thôi, nó đâu có đế đâu mà rễ nó không có cái giống gì đâu mà để mà làm cái kiểu đó, cho nên không cần thiết các bạn. Cái này là mình trồng thấp vậy chủ yếu là mình tưới nước này nó thấp hơn cái chậu mặt chậu nè. Các bạn coi nè, từ mặt chậu nè ngang tới đây nè, còn khoảng gần một tấc nữa mới lên tấc miệng dầu á, gần một tấc. Ha. Rồi sửa cho nó ngay xong vô thật. Dạ thầy. Nhét cho nó kín kín chút nghe nè các bạn. Nè. Sửa chậu cho ngay, mình cho nó lọt kẽ chút vô nghe, cái khe này nè. Cho nó giữ cho nó kín kín chút. Sửa cây cho nó ngay luôn nha các bạn nha. Các bạn, nó vẫn còn thấp hơn mặt chậu khoảng tấc nha các bạn nha. Cái mục đích này để mình tưới cho nó dễ các bạn chứ gì đó. Nếu mà bạn cao mặt chậu các bạn tưới á, nó dễ trôi mấy cái giá thể trồng rồi lắm các bạn, nó trôi đi ra ngoài á. Vậy là nước nó không thấm được hết trong đây. Để cho nó có hở khúc nha nè, mình tưới nước thì nó bọc nước nằm hết trong đây, nó thấm ướt đều cái đế hơn nha. Cho nên thường thường là đừng bao giờ các bạn vô mà cho nó cao nó mô lên bằng cái mặt chậu vậy nha.
Nếu nó có mô lên thì các bạn buộc phải cài một tấm tôn lên, một lớp tôn hay là một lớp gì đó, cái gì đó không cần biết, các bạn kiếm gì đường che lên sao quanh được, quanh tròn cho nó kín, nó giữ nước lại được á đó. Nếu mà chẳng muốn cao bằng mặt chậu là những cây mai nó có đế đẹp, những cây mai không đế đẹp thì không cần thiết chuyện đó nha các bạn nha. Những cây mai mà đế nó xấu như cây mai của mình á, nó xấu như trộm nè đó, nó xấu vậy á thì trồng chìm thôi. Còn cây nào có đế đẹp, có đế đẹp thì các bạn cho nó nổi lên nha. Nãy chia sẻ rồi các bạn nha. Rồi xong rồi, các bạn hỏi là cây mai mà khi vô như giá thể xong vậy đó là các bạn để đâu và tưới nước gì, có tưới nước phân liền hay không nha. Tại cái này là giờ để nó bóng râm bóng mát nha các bạn nha, dưới lưới lan hoặc là tán cây xong rồi nước tưới. Bây giờ là không tưới phân thuốc gì hết nha các bạn nha, không sử dụng một loại phân thuốc nào hết. Bây giờ mới khi vô vậy các bạn cho mình tưới cái nước xài nha, bình thường nước sạch á, còn nước lạnh á, bình thường thôi. Tưới gì biết không? Tưới chủ yếu là thứ nhất là nó rửa một phần nào, tại vì giá thể bên dưới rửa một phần nào cái chất nhiễm mặn hay chất gì đó trong này đi ha, tưới đẫm luôn nha các bạn nha, ướt mà nổi nước nổi sình luôn á. Tưới xong cho nó nổi sình ngay. Với lại thứ hai á, một phần là cho nó rửa cho nó sạch mà cái giá thể trong là một. Cái thứ hai là những cái khe mà nãy nè, mình tưới mấy cái này nó lọt khe vào, nó lọt cho nó cứng, xong rồi mình sửa cây cho nó ngay luôn. Tưới nước xong vừa tưới vừa sửa cây cho nó ngay, nằm im luôn là đó, là coi như là xong, là một. Xong qua ngày hôm sau, ngày hôm sau các bạn mới sử dụng là cái phân bón rễ cho mình. Đây cái phân bón rễ mà mình xài quanh năm này các bạn. Đây xài phân, mình là xài phân bón rễ này nha, dẫn làng này nha các bạn nha. Nè N3M nha. Pha, các bạn pha theo công thức mà cái hướng dẫn mà nhà sản xuất đưa ra nha, chứ mình không chia sẻ cái đó nữa nha. Tại vì trong đây nó có hết trơn rồi, người ta chia sẻ mình cũng làm theo cái kiểu người ta hướng dẫn sao mình làm vậy thôi, ta đưa sao làm vậy. Bên trong cái phân bột đó nè các bạn, màu của nó nè, đâu nó là bột thôi nha. Còn các bạn muốn xài Atonis xài cũng được nha, hay là Rot 2 cũng xài được, là tùy các bạn nha. Mình chỉ chia sẻ các bạn cái loại nào mình xài thôi. Còn với loại Atonis với Rot 2 là mình có xài mà xài hiếm lắm, ít xài lắm. Mình xài thường thường là những tháng gần Tết á, nó coi cái mai, cây mai nó bị cái gì lúc đó mình mới xử lý. Còn bình thường nếu mà không có vấn đề gì đặc biệt hết thì mình chỉ xài thằng này nha. Loại này nó vừa rẻ tiền mà mình thấy nó công suất, công cái hiệu quả nó khá tốt nha các bạn, cho nên mình xài loại này. Cái này là các bạn lưu ý nha, khi mà các bạn tưới thằng ngày nào các bạn tưới này á, pha là tưới ướt cho đẫm gốc luôn nha. Ngày nào tưới này thì không tưới nước sạch nha các bạn nha, nhớ kỹ nha. Ngày nào tưới thằng này không tưới nước sạch, và một tuần các bạn tưới một lần. Cái này là mình sử dụng bây giờ tới Tết luôn nha các bạn nha, chỉ có ngưng lại khoảng tháng 8, tháng 9 đâu á, tới tháng 12 có ngưng gia giảm hay không là lúc đó mình coi nụ, coi nút đồ rồi mới có gia giảm liều lượng cho nó, nên xài hay không nên xài nha. Chứ ít nhất là thằng này mình xài từ tháng bây giờ tới tháng 7 là thầy điều luôn, cứ một tuần mình tưới một lần, chờ lá ra già là cũng đó là 10 ngày tưới một lần nha. Thằng này là xài suốt nha, thêm hai này nữa nè các bạn, thằng này nữa. Xong khi mà lá ra, nó cái cây mà các bạn trồng chỗ này á, lá nó ra rồi á nha, thì các bạn canh cho nó, mình tưới cho nó là khi mà lú vừa lú tược non nha. Các bạn để lú tược non là phải xài hai tiêm hàng này nữa, hai thằng này là xài cả năm nè các bạn, giờ tới Tết luôn á, hầu như là không có ngưng. Một là thằng Confidon đặc trị bò trĩ nha, thằng này là đặc trị bò trĩ nha, mình chỉ xài loại này nha. Còn các bạn muốn xài loại khác thì cứ mua theo loại khác nha, mình chỉ xài có loại này duy nhất, tại vì mình thấy nó có hiệu quả mình xài nha. Rồi đặc trị bò trĩ là một cái, còn cái này là cái thuốc từ sâu sinh học nha các bạn nha. Cái hiệu của thằng này thì các bạn không cần quan tâm làm gì. Như thằng này á, thì mình xài này hiệu quả thì các bạn có thể quan tâm cái hiệu của con Confidon này. Còn cái thuốc từ sâu này thì mình xài không chết một loại nào hết. Không chết một loại nào hết có nghĩa là mình không có, bữa nay mình xài loại này, ngày mai có thể mình xài loại khác. Tại vì đi mua có lúc hết lúc còn các bạn. Nhưng cái cây mà dừa nó bị sâu ăn mà các bạn chờ tới mà nó cái chỗ mà mình mua thuốc đó, đúng cái hiệu mình nó mà giờ ta hết rồi, ta chờ 5-7 bữa nữa ta mới có, nó nhập hàng về thì các bạn chờ là cây bạn nó rụm mẹ nó rồi. Ha. Lưu ý điều đó nha. Cho nên là cái này các bạn cứ mua ra ngoài hỏi vừa trôi diêm, vừa thuốc rầy, vừa bảo vệ thực vật gì đó, hỏi người ta bán cho mình một chai thuốc trừ sâu đó, loại sinh học là được rồi. Hai thằng này là pha chung với nhau được nha các bạn nha. Hai thằng này pha chung, liều lượng thì các bạn cứ canh theo cái hướng dẫn này các bạn. Liều lượng của người ta có nè, rồi người ta có hướng dẫn sử dụng hết nè, các bạn cứ làm theo của người ta vậy là được rồi. Người ta hướng dẫn sao làm vậy mình cũng làm như vậy thôi, tất cả đều có hướng dẫn sử dụng hết nha các bạn nha. Và hai thằng này pha chung tưới nha các bạn nha, đặc biệt hai thằng này các bạn tưới buổi chiều là tốt nhất. Nếu có thời không có thời gian á, rảnh lúc nào các bạn tưới lúc đó, sáng hoặc chiều, nhưng mà tốt nhất là buổi chiều. Còn cái thằng phân bón rễ này tốt nhất là tưới buổi sáng,
nha. Lưu ý hai thằng này là không cần thiết phải cái thằng từ sau này là lưu ý thằng từ sau này là không cần thiết phải đúng hiệu nha các bạn nha. Và các bạn cứ ra mấy cái tiệm bảo vệ thực vật cái gì đó các bạn mua thuốc nha, đừng hỏi mình nữa mua ở đâu đâu mấy cái loại này nha. Tại vì cái chỗ các bạn mình không biết, chỗ mình thì mình biết chỗ mua, còn chỗ các bạn mình không biết, cứ ra chỗ nào bán thuốc bảo vệ thực vật thì mua thôi, đơn giản vậy thôi ha. Có nhiều bạn cứ có một câu quanh năm hỏi mình những câu mà cứ thuốc này mua ở đâu, mua ở đâu, mua ở đâu, nói các bạn là mua ở dựa tro diêm hoặc là thuốc bảo vệ cửa hàng bảo vệ thực vật, hoặc là các bạn vô trong phần mô tả trên kênh của mình á, kênh DMH Vlog á, hoặc là kênh mới này thì mình chưa có chèn đường link vô. Trên kênh DMH Vlog thì đều có cái phần mô tả để dẫn các bạn tới một cái trang của Shopee á các bạn, Shopee hay Lazada gì đó, để mà mua online rảnh nha các bạn. Chỉ cần ngồi tại nhà là người ta ship tới nhà cho các bạn nghe những loại thuốc mà mình đang xài, để là mình có đều để link trên đó hết nha các bạn nha. Các bạn chịu cực vô đó mà coi để mà mua nha. Nếu các bạn mua nơi địa phương mà không có thì các bạn vô đó các bạn mua. Rồi, ba loại xong rồi thì khi mà quên nữa, hai thằng này là nãy kêu mình chưa nói lúc xịt nha các bạn. Lúc xịt là các bạn chờ ra lá non nha các bạn, ra lá non rồi cái lá dày là sâu nó vẫn ăn này nha các bạn nha. Khi nó ra lá non ở đây thì giờ mình không có cái lá non, nó vừa lú chút xíu thôi các bạn. Các bạn để ý kỹ, nhưng mà cái tược non các bạn xả tàn rồi á, cái tược non nó dài hơn này một tí nè, ra lưỡi lưỡi y, nhưng mà Tết các bạn chờ cái nút mà nó ra, nó ra bông xong, cây mai nó ra bông nó hơi ra mấy cái tược non lại lưỡi á, thì mới vừa lú tược non này là các bạn xịt pha hai này xịt liền nha, pha hai này xịt liền nha, mà xịt mỗi tuần một lần nha. Lá non lá dài thì cũng xịt mỗi tuần một lần nha. Và khi mà mỗi tuần một lần đó là cái cơ bản, còn khi mà các bạn thấy mà trong vòng tuần đó các bạn vừa xịt khoảng 2-3 ngày sau nha, thì thấy cái tược non của cái chòi của cái nhánh khác nó ra nữa đó, thì các bạn buộc phải xịt nữa nha, là xịt ngừa nha. Lưu ý cái này là xịt ngừa nha các bạn, để mà nó trị rồi là nó bị rồi là khó trị lắm, đặc biệt thằng bọ trĩ này nha, bọ trĩ mà nó bị nặng rồi là trị cả một vấn đề nha các bạn nha. Ngừa là tốt nhất, đừng để cho nó nặng ha. Rồi cứ một tuần một lần xịt suốt cho mình cho tới ngày Tết thì thôi, quanh năm là loại này. Và lưu ý trong một tuần lễ 10 bữa mình xịt á, có thể mới ăn trễ cũng 10 bữa cũng được nha, chứ không phải nhất thiết là chính xác một tuần nha, nhưng tốt nhất là cứ một tuần xịt một lần. Rồi thì các bạn trong một tuần lễ đó mà 2-3 ngày sau các bạn thấy tược non nó mới ra, tược non mấy bữa mình xịt không có đó, chịu cực nó thấy nó mới ra thì các bạn xịt tiếp cho mình nha. Tại vì cái thứ mà tược non mới ra là bọ trĩ sâu nó ăn ghê lắm nha các bạn nha. Rồi clip này là mình chia sẻ hình như là gần như là hoàn thiện 100%, và những cái câu hỏi của các bạn trên kênh DMH á thì mình cũng đã giải đáp một phần nào ở trên kênh này rồi nha các bạn nha. Rồi chia sẻ các bạn như đó thôi. Rồi mình cũng xin tạm dừng clip tại đây nha các bạn nha. Nếu các bạn yêu thích video thì hãy nhớ cho mình một like, chia sẻ video giúp mình và đăng ký kênh ủng hộ. Và cũng đừng quên bấm vào chiếc chuông bên cạnh nút đăng ký nha, để nhận những thông báo mới nhất trên kênh của mình nha các bạn nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.